Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin tài chính thị trường. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý sẽ được cập nhật trong những phút sắp tới. Mời quý vị cùng điểm qua. Lạm phát của Việt Nam trong tầm kiểm soát, nhận định của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa công bố. Bộ Công thương đề xuất dùng ngân sách bù giá xăng dầu cho ngư dân. Indonesia khởi động chương trình phân phối dầu ăn giá rẻ Thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa công bố báo cáo về kinh tế Việt Nam. Theo đánh giá của tổ chức này, các chính sách thận trọng của Việt Nam trong đại dịch đã giúp duy trì giai đoạn tăng trưởng cao, giá cả ổn định và tỷ lệ nợ công thấp. GDP được dự báo tăng trưởng 6% và lạm phát là 3,9% năm nay. Nhận định này cũng trùng với Ngân hàng Thế giới WB trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6. WB đánh giá Lạm phát của Việt Nam đã nhích lên nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu kiểm soát dưới 4% của chính phủ. Trong đó, giá xăng và dầu diesel tăng chọt là yếu tố chính thúc đẩy lạm phát. Giá lương thực thực phẩm cũng có chiều hướng tăng nhẹ. Trong bối cảnh lạm phát tràn lan trên toàn cầu, chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Việt Nam tăng khá thấp. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 1,25%. Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan báo cáo công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, báo cáo công tác lập công bố công khai quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu, dự trữ chiến lược, dự trữ lưu thông hệ thống tuyến ống xăng dầu trên phạm vi cả nước. Đồng thời báo cáo về quy trình cấp phép kinh doanh xăng dầu đối với lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, sản xuất, pha chế xăng dầu, dự trữ xăng dầu, việc quản lý về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như quy trình kiểm định, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, khối lượng xăng dầu. Ngoài ra, báo cáo quy trình trích sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, báo cáo việc niêm yết công khai giá bán xăng dầu, công tác kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Chiên vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất dùng ngân sách để hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân, giúp người dân khôi phục sản xuất, dương khơi, bám biển. Cụ thể, nguồn hỗ trợ bằng tiền từ ngân sách nhà nước bù vào phần giá xăng dầu tăng so với đầu năm 2022 đối với loại xăng dầu ngư dân sử dụng để hỗ trợ khuyến khích ngư dân khôi phục trở lại hoạt động dương khơi bám biển. Cả nước hiện có 91.716 tàu cá hoạt động trên các vùng biển. Nhu cầu xăng dầu cho hoạt động khai thác thủy sản trung bình khoảng 330 triệu lít trên một tháng. Trong khi giá dầu diesel 0,05S nhiên liệu chính cho tàu khai thác thủy sản đã tăng tới 65% chi phí nhiên liệu để đảm bảo cho hoạt động khai thác thủy sản bình thường tăng thêm khoảng 3.776 tỷ đồng trên một tháng. Bộ Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đến dự và chỉ đạo. Hội nghị đã thống nhất cao và đề ra phương hướng trong 6 tháng cuối năm. Theo đó các chính sách sẽ tiếp tục hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp ổn định phục hồi kinh tế chỉ mô và các thị trường tài chính chứng khoán theo số liệu lũy kế đến hết tháng 6, thu ngân sách nhà nước ước đạt 941,3 ngàn tỷ đồng bằng 66,7% dự toán. Chi ngân sách cũng được quản lý tốt, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương các cấp được đảm bảo. Đặc biệt, thu từ sản xuất kinh doanh, điều này cũng thể hiện sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong nửa đầu năm. Thì nguồn thu từ sản xuất kinh doanh mà cái nguồn thu này là chiếm 50,5% tổng thu nội địa. Tháng 6 tháng đầu năm nay cũng đạt khá là đạt 61,5% dự toán triển khai có hiệu quả các chính sách tài khóa tiền tệ của Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành cũng đã tác động tích cực đến nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế. Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, điểm chủ đạo trong chính sách tài khóa giai đoạn nửa đầu năm chính là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh kết quả thực hiện các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong 6 tháng đầu năm thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế là gần 40.000 tỷ đồng. Chưa bao giờ trong cái, 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 giai đoạn trong những năm gần đây, sau khi mà có cái, cái dịch nó xuất hiện và nó tác động đến nền kinh tế, và đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm thì các ông chí triển khai những cái chính sách tài khóa nó nhiều như vậy để mà góp phần là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân cũng như là thúc đẩy cái phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước, nghị định số 15 về miễn giảm thuế và giá trị gia tăng đối với một số ngành lĩnh vực. Phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ tài chính trong thời gian tới tiếp tục với những chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, đảm bảo để hoàn thành các chỉ tiêu vĩ mô được giao. Bên cạnh đó, chống thất thu, đảm bảo thu ngân sách nhà nước hiệu quả nhất. Người đứng đầu ngành tài chính cũng đã chỉ đạo ngành cần quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ chống thất thu thuế. Còn bây giờ chúng ta phải tập trung để chống trốn thuế, trục lời thuế, chuyển giá. Và đặc biệt đấy, một cái lỗ hỏng hiện nay là gói cổ là, là mua bán online. Ngành thuế phải tập trung vào gói để nghiên cứu, phối hợp với gọi là Bộ Thông tin Truyền thông và phối hợp với gói Bộ Công an để chúng ta đấu tranh trong cái lĩnh vực là mua bán online và sàn thương mại điện tử. Hội nghị đã thống nhất về việc sẽ cần phải có các giải pháp quyết liệt hơn để thu hút dòng vốn vào thị trường tài chính, đảm bảo các thị trường này duy trì đúng chức năng là kênh dẫn vốn cho nền kinh tế, đóng góp vào quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm. Bản tin tiếp tục với cụm tin vắn về giá cả một số mặt hàng. Trên thị trường trong nước, phiên giao dịch ngày 8 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam chế đô la Mỹ ở mức 23.178 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua chào bán ra tăng nhẹ ở mức 22.550 đồng đến 23.400 đồng. Tại thị trường Hà Nội, giá đô la Mỹ tự do mua vào khoảng 23.940 đồng một đô la Mỹ và bán ra là 24.010 đồng một đô la Mỹ. Giá heo hơi hôm nay tiếp đà tăng từ 1.000 đến 4.000 đồng một ký tại cả ba khu vực trên cả nước và ghi nhận mức giá cao nhất 63.000 đồng một ký. Tại miền Bắc, giá heo hơi điều chỉnh tăng trên diện rộng và dao động trong khoảng 60.000 đến 63.000 đồng một ký. Miền Trung Tây Nguyên trong khoảng 55.000 đến 61.000 đồng một ký. Còn tại miền Nam là 54.000-61.000 đến đồng một ký. Giá phân DAB vẫn tăng cao. Hai tuần trở lại đây, giá phân bón DAB vẫn có xu hướng tăng cao và hiện cao hơn đầu tháng 4 khoảng 28%. Ngược lại với giá phân bón DAB, giá các mặt hàng khác có xu hướng giảm liên tục, giảm ngày 19 tháng 6 đến nay và hiện thấp hơn đỉnh khoảng 18%. Thưa quý vị, trong bối cảnh làn sóng lạm phát đã lan ra hầu khắp toàn cầu, khiến giá cả hàng hóa tăng giọt, ngày càng nhiều tổ chức quốc tế đưa ra cảnh báo về nguy cơ kinh tế thế giới rơi vào suy thoái trong tương lai gần, qua đó đẩy thêm hàng chục triệu người vào cảnh nghèo đói. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đánh giá triển vọng kinh tế toàn cầu đã xấu đi đáng kể. Theo người đứng đầu IMF, bà Georgeva, thế giới hiện đang trong vùng biển động và không loại trừ khả năng sẽ xảy ra suy thoái toàn cầu trong năm sau, khi xét đến những nguy cơ như lạm phát gia tăng, xu hướng tăng lãi suất, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại cũng như các lệnh trừng phạt liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Từ đầu năm đến nay, IMF đã phải 3 lần hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2022 và hiện giảm xuống chỉ còn 3,6%. Số liệu kinh tế gần đây cũng cho thấy một số nền kinh tế lớn trong đó có Nga và Trung Quốc đã tăng trưởng âm trong quý 2 vừa qua. Trong khi đó, theo chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trên toàn cầu hiện nay đã đẩy thêm hơn 70 triệu người ở những nước nghèo nhất thế giới lâm vào cảnh nghèo cùng cực, nâng tổng số người trong diện đói nghèo lên 1,7 tỷ người. Một báo cáo khác trước đó của Liên Hiệp Quốc cũng cho thấy, 2021 là năm thứ hai liên tiếp có số người nghèo đói gia tăng do đại dịch Covid-19. Báo cáo cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine và tình trạng biến đổi khí hậu có thể gây ra tình trạng nghèo đói và di cư ồ ạt trên quy mô chưa từng có trong năm nay. Thâm hụt thương mại của Mỹ thu hẹp trong tháng 5 do nhu cầu trong nước chững lại trong bối cảnh lãi suất tăng đã hạn chế nhập khẩu, điều này có thể góp phần giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng trong quý 2 sau khi sụt giảm trong quý đầu tiên của năm 2022. Báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua cho thấy, trong tháng năm vừa qua, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm 1,3% xuống còn 85,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 0,6%, trong khi kim ngạch xuất khẩu tăng 1,2% lên mức kỷ lục. Nước Mỹ đang phải đối mặt với lạm phát ở mức cao kỷ lục trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phục hồi sau đại dịch Covid-19. Giá nhiên liệu cùng một số hàng hóa gia tăng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Những yếu tố này làm gia tăng quan ngại về nguy cơ kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Thậm chí mới đây nhất, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng nền kinh tế Mỹ xuống còn 3,7% trong năm nay. Chính phủ Indonesia mới đây đã khởi động một chương trình phân phối dầu ăn trợ giá được mang tên Mini Akita tức là dầu ăn của chúng ta, để chung tay giúp người dân xứ dạng đảo chống bão giá. Các sản phẩm dầu ăn nhãn hiệu Mini Akita được đóng gói đơn giản và bán với giá chỉ 14.000 ruby, tương đương 20.000 đồng một lít. Các nhà sản xuất hỗ trợ chính phủ sản xuất và phân phối dầu ăn trợ giá này sẽ được phép bán dầu cọ thô ra thị trường nước ngoài với khối lượng nhiều hơn 20% so với đóng góp của họ cho chương trình. Ví dụ, một nhà sản xuất cung cấp 7.000 tấn dầu ăn cho chương trình Mini Akita thì sẽ được phép xuất khẩu 8.400 tấn. Trước đó, Indonesia đã cấm xuất khẩu dầu cọ thô trong bối cảnh thiếu hụt dầu ăn nghiêm trọng tại thị trường nội địa, bất chấp việc quốc gia này là nhà sản xuất dầu cọ thô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, lệnh cấm đã được thu hồi chỉ sau vài tuần. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.